sáng 13 tháng 10, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Lý Cường sang thăm chính thức Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Trung Quốc. Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, lan tỏa hiệu ứng tích cực tới các ban, bộ, ngành và địa phương hai nước về quyết tâm của cả hai bên trong việc triển khai, hiện thực hóa các nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ song phương ngày càng hiệu quả, thực chất, sâu sắc, toàn diện, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong không khí chân thành, hữu nghị, cởi mở, hai thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu đánh giá việc triển khai nhận thức chung, các thỏa thuận hợp tác trên những lĩnh vực giữa hai nước và thống nhất phương hướng, biện pháp, góp phần triển khai hiệu quả, định hướng sâu hơn, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mà lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước đã nhất trí trong các chuyến thăm cấp cao. Mới đây nhất là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8 năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Trung Quốc, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em đã đạt được trong suốt 75 năm qua. Đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.